Vâng, xin chào anh chị, quý khách hàng. Chào mừng anh chị đã quay lại showroom Toàn Trung ô tô Gia Lai. Thì hôm nay em Toàn quay review, giới thiệu cho anh chị một dòng sản phẩm mới bên em mới về, đó là Hyundai Elantra nha anh chị. Hyundai Elantra 2.0 2019 anh chị ạ. Về phần ngoại thất á, thì nó khác là anh chị nhìn nè, nhìn kỹ nè, nhìn cái mâm nè là nó khác nè, mâm sắn nhiều nan nè. Thứ hai là nó có cửa sổ nóc. Thứ ba là nó có cảm biến trước sau nha anh chị. Cảm biến trước sau đầy đủ hết. Xe này là nó mang trên mình cái tông màu đen, gọi là rất là sang trọng. Dòng sedan mà màu đen mà anh chị để mà trong showroom á, rất là đẹp, rất là ngầu, đi rất là sang anh chị nha. Cái xe này 2019 em mua 9 chủ 1 chủ của khách ở dưới Bình Định nha anh chị. Con người dân miền Trung thì anh chị biết rồi, đi xe rất là giữ gìn và kỹ. Và đặc biệt là em tìm những cái xe đẹp ít cây số để mua bán phục vụ quý anh chị, để nhận những cái lời khen, những cái lời chúc tốt đẹp của anh chị. Nên là không có gì lạ khi mà em Toàn có xe đẹp với cây số nha. Con này là 2.9 xịn luôn anh chị nha. Và cái giá của xe này nó cũng nằm trong cái gọi là biên độ cũng hợp lý so với thị trường anh chị nha. 559 triệu cho một con xe ít km và mới và đẹp như vậy. Mình mua là mua sử dụng là mua cái chất lượng, mua cái độ mới anh chị nha. Lốp là lốp rin theo xe luôn. Lốp đây là rin theo xe, 2.000 lốp rin theo xe. Mâm đây rất là đẹp, heo dầu. Nói chung là xịn sò, rất là xịn sò. Lốp còn rất là cao anh chị nha. Đó, mâm. Đèn rất là sáng nha, đèn bi. Cái này là có led 3 ngày. Cảm biến trước. Đó, mặt ga lăng. Nói chung là em thấy cái xe này về phần ngoại thất là đang trong tình trạng rất là hoàn hảo anh chị nha, rất là đẹp. Đó, đèn siêu nhan, gương mới tinh. Cọp. Cọp lắm nha anh chị. Nội thất thì 2.000 anh chị khỏi bàn nè, còn bay mùi xe gần new chứ không phải là new, gần new thôi anh chị nha. Máy nút công tắc nè. Đó. Ghế là chỉnh điện anh chị nha. Ghế là chỉnh điện. Đó, chỉnh điện, ghế da nè, mới nè. Mới ken xà beng. Nó còn mới. Thất hiện những bàn cho con xe này. Khóa thông minh, cân bằng điện tử, cảnh báo lốp. Rồi đầy đủ hết các chức năng. Đầy đủ các chức năng nha anh chị. Vô lăng đây. Vô lăng còn mới ken xà beng. Nhìn cái vô lăng là hấp dẫn rồi đúng không anh chị? Rất là hấp dẫn. 559 triệu cho một con xe tuyệt vời. Mấy cái bình ni lông đây chưa lột này. Mua mới chủ quên lột luôn. Mới quá. Điều hòa auto anh chị nha, hai túi khí. Cần số nữa. Mấy cái keo chỉ chưa lột. Đây có sửa ghế, xay ghế nè anh chị đó. Cảm biến sau nè. Nói chung chức năng thì miên ma, đầy đủ Hyundai. Hyundai thì được cái là bền, đẹp. Chức năng vừa đủ vừa tiện. Đó, từ mấy cái này anh chị nhìn là anh chị biết. Nắp cửa mọi thứ mới, và cái đặc biệt là không đâm đụng nha anh chị. Cái xe lướt là cái quan trọng nhất là không đâm đụng. Đó, cửa sổ trời. Xe lướt là cái quan trọng nhất là không đâm đụng, là cái mà mình mê nhất, và nó ảnh hưởng đến cái giá cả xe sau này của anh chị nhất. Đây ai ngồi mà lấy bi chấm vậy trời. Đó, điều hòa phía sau kèn lắm nha anh chị. Tất cả từ tắp bi, cửa, mọi thứ đánh giá cực kỳ cao. Và cái xe này chạy đầm đại, chạy đã lắm. 1.6 mà em chạy em thấy đã mê rồi. Hyundai được cái nó đầm, nó êm, không ồn. Nó không ồn như các dòng khác. Được cái hay vậy. Êm. Cốp sau này anh chị nhìn mấy cái này mới. Nói chung là mua những cái xe mà như vậy thì em khoái lắm. Tại vì mua và bán cho khách là khách rất là nhớ tới mình. Thật sự rất là nhớ. Những người khách mua và ủng hộ mình, và mình bán cho họ xe đẹp, họ rất là nhớ và họ gửi giới thiệu người thân, người quen. Rất là nhiều việc cho mình. Cho anh chị đừng có nghĩ là mua xe em Toàn là xong nha. Nhiều khách hàng mua là giống như người bạn ấy. Họ có gì thì họ cũng nhớ tới Toàn Trung, liên quan đến xe là họ nhớ đến Toàn Trung liền. Rất là cảm kích anh chị. Những cái giá trị mình đang làm và mang lại cho khách hàng là xứng đáng những công sức. Ngày hôm qua em đi mua xe, kể cho anh chị luôn là
ngồi lề xíu qua đi mua xe, đi tới 1.700 km. Có một mấy khách mà gửi trên YouTube á, là em sàng lọc dữ lắm á, coi rồi kỹ càng rồi test từ xe, rồi dùng những cái biện pháp nghiệp vụ giống như bên công an vậy đó, test coi thử là chính chủ rồi khách nói thật hay không, rồi khách đây có thật hay không. Cuối cùng đi 1.700 cây số, tưởng mua được 2 chiếc, cuối cùng mua được có 1 chiếc à. Chiếc Rondo rất là đẹp, còn chiếc còn lại của anh khách ngay quận Thủ Đức á, là 29 mà giống như đó. Anh không hiểu sao anh chạy được cỡ đó luôn, máy móc làm rồi ghê, kinh khủng khiếp. Em có quay video bữa nay em ghép ra cho anh chị xem, hành trình đi mua xe nó gian nan vất vả nè anh chị, ở nhà là có thể alo chuyển tiền cho em mua những con xe đẹp lựa cho anh chị, nó khổ đau lắm nha anh chị. Ở máy móc nội thất thì cực kỳ kinh. Đó, máy mới tinh rồi, xứng đáng không chị, xứng đáng với tiền anh bỏ ra khi mua xe này nha. Cao thấp em không biết nhưng mà mua được con xe này là xứng đáng nha. Còn nói tới em Toàn thì luôn luôn cho anh chị cái giá gọi là hợp lý, không bao giờ mua bán đắt cho anh chị đâu, nên yên tâm. Ok, xe này thì bên em vẫn bảo hành cho anh chị là 6 tháng, cam kết về chất lượng mọi thứ cho anh chị, và có nhận đổi bù trừ nha. Anh chị nào muốn đổi xe, bù xe, lên đời xe thì hãy Zalo cho em là 0922325679. Cái đó là cái số Zalo mà anh chị nào đã chưa kết bạn với Toàn Trung á, thì và kết bạn số kia đây á, thì kết bạn cái số đó giùm em, và gửi hình ảnh thông tin cụ thể em sẽ định giá cho, và mang xe này tới cho anh chị xem và mang xe kia về. Cái hay của Toàn Trung như vậy, mua xe chuẩn và làm thật, và dám mang con xe này tới cho anh chị xem. Chỉ cần lấy anh chị chỉ cần đặt cọc 5-10 triệu để xác nhận là mình thiện chí mua xe, để em mang con xe mấy trăm triệu tới anh chị xem. Như vừa rồi cái video mà mang lên tới Lai Châu, Tân Nguyên Lai Châu, mang cọc 10 triệu mang lên tới đó, được sự đón nhận anh chị rất là nhiều, em rất là hào hứng và hứng khởi. Nên là bữa nay là xe tới máy, rất là tự tin nha, xe tới bất kỳ nơi đâu mà khách hàng chỉ cần mà thích Toàn Trung, muốn ủng hộ Toàn Trung là cố gắng cho anh em lên đường, vận dụng cái này vận dụng cái kia để cố gắng mang lại cái đáp ứng lại cái nhu cầu của anh chị. Cái xe Lai Châu đó khổ lắm, em nhờ anh em Hà Nội chạy lên trên đó, xong rồi nhờ tiếp một anh em salon ở Lai Châu dẫn khách đi làm giấy tờ, đi bấm số, tại vì khách không biết gì về thủ tục hết, mà sợ mua xe xôi quá, sợ Toàn Trung có chuyển tiền cho Toàn Trung mà biển số cái vẹt chưa ra là sợ, nên là lại nhờ tiếp đó. Rất là cảm ơn, và cảm ơn salon ở Lai Châu, anh Chỉnh auto Lai Châu và anh Sơn auto Hà Nội Mỹ Đình để giúp đỡ em mang con xe lên để thực hiện được cái mong muốn của Toàn Trung, thử thách của Toàn Trung và nguyện vọng của khách. Rất là cảm ơn anh chị rất nhiều, rất cảm kích. Rồi, anh chị nào mà quan tâm con Elantra này, muốn xem, muốn đổi, muốn bù trừ hay như thế nào, liên hệ 0979325679, số Zalo là 0922325679 nha anh chị. Hai cái số đó là để phục vụ anh chị. Và anh chị muốn bán xe thì cũng như vậy, cứ gửi hình vô đó, hoặc là có người thân người quen nào muốn bán lại mà xe chính chủ mà đẹp thì cứ gửi thông tin và gửi số chủ xe em làm giá cho, và mua được em gửi cho 2 triệu hoặc là 5 triệu, tùy theo xe anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều, hẹn gặp lại anh chị tại hệ thống ô tô xe máy Toàn Trung. Dạ lại.